Xin chào các bạn, trong video này tôi sẽ hướng dẫn cho bạn top 5 thủ thuật trong bảng cực hay. Thủ thuật đầu tiên là sửa lỗi bảng bị nhảy trang. Giả sử như ở đây tôi có một bảng dữ liệu này, đây thì bảng dữ liệu của tôi á, ở phía dưới nó vẫn còn khoảng trắng, vẫn có thể là chứa thêm nội dung được nữa, tuy nhiên nó lại nhảy qua trang kế tiếp. Vậy làm sao để tôi có thể là dùng nội dung ở phía dưới lên trên, chứ mà để như thế này mà in ra rất là xấu. Rồi bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách sửa lỗi bảng bị nhảy trang này. Các bạn chúng ta sẽ quét chọn vào dòng mà bị nhảy trang á, các bạn quét chọn toàn bộ nha. Sau đó các bạn chúng ta sẽ bấm phải chuột, chọn vào Table Property. Rồi tiếp theo các bạn chúng ta sẽ tích vào một là Round này. Tiếp theo ở đây các bạn chúng ta sẽ tích vào một là size. Nhớ nha, ở mục size có tôi chọn là Space, các bạn tích vào. Tiếp theo các bạn chúng ta sẽ tích vào mục là Allow Row to Read này. Đó, các bạn chúng ta sẽ tích vào hai mục này. Sau đó chọn vào OK. Thì nội dung ở phía dưới nó sẽ dồn lên trên, và lúc này á bạn sẽ không bị nhảy trang nữa. Đây là thủ thuật đầu tiên. Tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn cho bạn thủ thuật thứ hai là xóa khoảng trắng trong bảng. Rồi giả sử như đây, tôi có một bảng dữ liệu này, và bảng dữ liệu của tôi á, các bạn thấy ở các dòng nó có một khoảng trắng rất là lớn, để thế này mà in ra rất là xấu. Còn nếu như các bạn chúng ta làm theo các thủ công, tức là các bạn chúng ta kéo từng dòng như thế này rất lâu và mất thời gian, thay vì vậy tôi sẽ hướng dẫn cho bạn một cách cực kỳ nhanh này. Các bạn chúng ta sẽ quét chọn toàn bộ bảng bằng cách là các bạn chúng ta sẽ bấm vào dấu cộng nằm phía trên bên góc bên tay trái á, bấm vào thì lúc này á toàn bộ bảng sẽ được quét chọn. Tiếp theo các bạn chúng ta sẽ bấm phải chuột và chọn vào dòng là Table Property. Sau đó bạn chọn vào tab Row. Ở đây các bạn chúng ta sẽ bỏ tích đi nha, nhớ nha, bỏ tích đi, chọn vào OK. Thì lúc này á bảng nó sẽ bị xóa khoảng trắng như thừa đi. Còn đối với những chỗ nào á, khi các bạn thực hiện vừa rồi mà tôi vừa hướng dẫn á, nó vẫn còn khoảng trắng thế này, thì chứng tỏ là chỗ đó có dấu xuống dòng. Thì để xử lý trong trường hợp này á, các bạn vào tab Home này, chọn vào công cụ Shop 2, các bạn lên chuột tới khoảng trắng này, xóa toàn bộ các ký tự xuống dòng. Đó, bấm nút Backspace để xóa đi. Thì lúc này á bạn sẽ bị hết khoảng trắng dư thừa nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ qua thủ thuật thứ ba là sửa lỗi bảng bị trang lề trong Word. Rồi ví dụ như đây, tôi có một bảng này, và bảng dữ liệu của tôi á nó bị trang lề, lề trái cũng bị tràn và lề phải cũng bị tràn. Thì trong trường hợp này thì chúng ta sẽ làm như sau. Quét chọn toàn bộ bảng này, bấm vào dấu cộng nằm phía trên bên góc bên tay trái này, và tab Layout ở mục là Auto Fit, các bạn chọn vào Auto Fit Window này. Thì lúc này á bảng sẽ bị hết trang lề, các bạn thấy không, lúc này nó đã nằm giữa trang rồi. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ qua thủ thuật thứ tư là đánh số thứ tự tự động trong bảng, và thứ năm là sắp xếp trong bảng. Thì đây tôi sẽ hướng dẫn cho bạn thủ thuật thứ năm trước là sắp xếp dữ liệu trong bảng này. Rồi đây tôi có một bảng dữ liệu này, bây giờ tôi muốn là sắp xếp tên theo vần ABC, thì tôi sẽ làm như sau. Chọn toàn bộ bảng này và tab Layout, chọn mục Sort. Rồi ở mục Sort By các bạn chúng ta sẽ chọn vào cột mà các bạn muốn sắp xếp. Ở đây tôi muốn sắp xếp theo cột tên khách hàng, tôi chọn vào tên khách hàng. Rồi kiểu dữ liệu là dạng test. Ở đây có hai tự chọn là Ascending, tức là sắp xếp tăng dần, Descending là giảm dần. Ở đây tôi muốn sắp xếp tăng dần thì tôi sẽ chọn vào Ascending, bấm vào OK, nó sẽ sắp xếp theo vần ABC đó. Và thủ thuật cuối cùng là đánh số thứ tự tự động trong bảng này. Đây, để đánh số thứ tự á thì các bạn chúng ta sẽ làm như sau. Quét chọn toàn bộ các ô trong cột số thứ tự và tab Home, chọn vào Numbering. Sau đó ở đây các bạn chọn vào Define New Number Format. Rồi ở đây Number Style các bạn chọn kiểu là 123, ở Number Format các bạn chọn là 1 nha, xóa dấu chấm đi. Rồi ở Element á
vị trí trái, giữa và phải. Ở đây tôi sẽ chọn center này, ok. Thì lúc này á nó sẽ được đánh số tương tự. Tuy nhiên số tự của tôi á nó hơi lệch về bên phải. Bây giờ tôi sẽ đưa ra giữa này bằng cách là tôi sẽ bấm phải chuột tại ô đầu tiên, chọn vào adjust lead indent. Ở đây tôi sẽ để khoảng cách là 0.4, ở đây sẽ là 1.27. xong rồi chọn vào ok. Đó, nó sẽ đánh số tự nha. Còn nếu như các bạn chúng ta muốn đánh số bắt đầu bằng số 5 hoặc là số bất kỳ nào đó thì chúng ta sẽ làm như sau này. Bấm phải chuột tại ô đầu tiên này, set numbering value này. Ở đây số tôi muốn bắt đầu là số 5, ok. Nó sẽ được đánh số 5. Rồi, đối với đánh số tự này á thì các bạn xóa một dòng đi thì nó sẽ tự động cập nhật nha. Đó. Còn không muốn đánh số tự nữa, quét chọn toàn bộ số tự này và tap home numbering chọn vào nên. Đó. Thì nó sẽ được nha. Đó, như vậy là trong video rồi, tôi vừa hướng dẫn cho bạn top 5 thủ thuật trong bảng cực hay. Nếu thấy video hay hữu ích thì bạn hãy đăng ký kênh và chia sẻ cho nhiều người khác cùng xem. Cảm ơn theo dõi.